Đây là những chậu cải song vào thời điểm tháng 10, thời tiết mát lạnh về ban ngày cũng như về đêm. Cái giống cải song này nó phát triển nên rất là thích hợp, dễ trồng, dễ chăm. Các bạn chả phải chăm đắm gì nhiều, như mỗi một cái thùng chậu nhựa như thế này thôi, mình để nó một chút giống vào và khi thời điểm mùa hè nó trựng lại, khi thời tiết mát lạnh thì nó rất là hợp và phát triển nên rất là nhanh, vừa mập vừa lon, đặc biệt nhất là không có ra hoa, thậm chí là sâu bệnh. Cải song thì nó ưa vào thời tiết nhiệt độ từ 15 độ cho đến khoảng 7-8 độ vẫn còn tươi tốt và rất là đẹp. Nó chỉ có nhất là khi các bạn trồng vào mùa hè thì nắng nóng, cái cây nó sẽ bị già và nó ra hoa rất là nhiều. Về thời tiết lạnh như thế thì các bạn trồng nên rất là tiện để cho mình có những cái cây rau, đặc biệt nhất là mùa thu, mùa đông hoặc là mùa xuân, thích hợp nhất trồng cho những cây cải song. Mỗi một cái thùng chậu nhỏ như thế này thôi, các bạn biết là không hề có biểu hiện lốm đốm sâu ăn lá. Mình để vào một cái góc vườn, đặc biệt nhất là nó ưa nơi mà có bóng râm và chỗ mát, tránh xa nhiệt độ nóng và ánh nắng của mặt trời. Như thế này thôi thì mình sẽ thu hoạch để cho cái lớp kế tiếp nhỏ ở phía dưới nó lại phát triển lên. Xin chào mọi người, tiết trời hết thu chuẩn bị vào đông rất là thích hợp để cho những cái cây cải xà lách song nó phát triển và nó mọc nhanh, thậm chí là non và mập. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cái cây cải song và cũng chia sẻ qua cho các bạn tham khảo thêm một số cái cách để mà mình trồng được những cái cây cải xà lách song. Xà lách song thì nó ưa thời tiết se se lạnh, đặc biệt nhất là vào thời tiết mùa xuân và mùa thu. Cây cải song này nó sống quanh năm nhưng mà chỉ trong vòng 2 mùa, 1 năm 4 mùa thì mùa xuân và mùa thu là hợp nhất. Mùa hè các bạn cũng có thể trồng nhưng mà bắt buộc mình phải để vào nơi có bóng mát, bóng râm, thậm chí là nó ra hoa và nó nhanh già. Còn với thời tiết mùa thu và mùa đông hoặc là mùa xuân thì cái cải song này nó phát triển lên rất là nhanh, mập, lon, không sợ nó bị ra hoa. Đặc biệt nhất là sâu bệnh nó cũng rất là ít khi mà các bạn trồng cái cải song này vào thời tiết mát mẻ. Nó cũng giống như cần nước, mình chia sẻ với các bạn rất nhiều clip đã lên trên YouTube. Nó ưa nước, chỉ cần các bạn cho nước khi mà nó cạn. Nó có thể mọc ở ao hồ. Thường thì cái cải song này nếu mà các bạn trồng cạn thì nó cũng lên rất là tốt, nhưng không thể nào nó non và nó xanh như các bạn trồng bằng nước. Trồng cạn thì nó rất là nhanh già và nó nhiều rễ. Khi mà cái cây cải song nó phát triển lên thì các bạn biết là nó rất là nhiều cái rễ trắng bám ở xung quanh. Cái cách của mình thì trồng bằng nước thì các bạn biết là cải song nó xanh non và hạn chế tối đa cái độ rễ nó phát triển ở cái thân cây. Như thế này thôi thì mình thu hoạch vào để mình dùng vào rất nhiều món. Cái xà lách song này các bạn có thể ăn sống, và nếu mà các bạn là ăn bò bít tết hoặc là mình dùng bò xào lúc lắc, nấu canh thịt lạc, ăn lẩu, xào tỏi đều được hết, tất cả những cái giống cây cải song như thế này. Vườn nhà mình thì mùa nào rau ấy, lúc nào cũng có rau, chả thiếu một cái loại rau gì. Nói thật với các bác là nhiều lúc ăn rau vườn nhà tự tay trồng sạch nhiều quá rồi lại thèm cái rau ngoài siêu thị. Mà mặc dù rau siêu thị thì ăn cái độ ngọt mà độ thơm nó không có, nhưng mà có thể cái thỉnh thoảng mình vẫn phải ủng hộ thị trường là cái rau gì nhà mình không có tại vườn thì mình cũng ra mình mua để mình ăn cho nó thay đổi khẩu vị một chút. Chứ ăn nhiều rau thực sự là mình nói bảo chán thì nó buồn cười, nhưng mà đôi khi mình phải thay đổi
cái cách chăm mới của mình năm nay để cho cái cải xà lách song nó hiệu quả là mình cũng dùng từ cái phân gà đã qua sơ chế. Như các bạn biết là cái phân gà đã qua sơ chế thì nó thành viên viên hạt, mình cho vào nước để cho nó tan ra và mình đổ vào cái chậu rau, chỉ có mỗi thế thôi, còn mình không chăm một cái gì nữa, mình cũng không không dùng bằng phân đạm hay là dùng bằng cái nước giải mình để lâu. Cái cách này rau cũng xanh và non mà rất là mập khi các bạn dùng bằng cái thức ăn bằng cái phân động vật. Có thể là các bạn dùng phân bò, phân ngựa, phân trâu nhưng mà nó đã qua sơ chế, thì qua sơ chế rồi thì nó giảm cái tối đa cái độ hôi và nó hòa tan ra được trong nước, thì mình bón vào cho cây rau nó tốt lắm, tốt kinh khủng luôn. Thường thì mình trồng gối, nếu mà mình trồng chục thùng hoặc là 5-7 thùng tại nhà thì các bạn nên trồng gối 3 thùng trồng trước và 3 thùng có thể sau đấy 10 ngày hoặc là 2 tuần, thì để cho khi các bạn thu hoạch lần đầu ăn cái lứa đầu thì lại có cái thùng kế tiếp. Đây là một trong những cái thùng kế tiếp. Hôm nay mình thu hoạch cái những cái thùng mà nó đã được đạt tiêu chuẩn thì cái thùng kế tiếp này nó lại chuẩn bị phát triển tiếp. Cái giống xà lách song này nếu mà về mùa đông hoặc mùa hè thì các bạn chỉ lưu ý một chút là cái giống sâu xanh nó hay tấn công thôi. Cái sâu xanh thì một cái chậu như thế này mà các bạn cứ nhìn thấy cái chỗ nào mà nó có cái cây mà bị lá nó lốm đốm lỗ hoặc là nó ăn thì chắc chắn các bạn vạch ra ở phía dưới là nó có sâu xanh. Đơn giản như thế thôi, cây vẫn phát triển. Các bạn bắt đi một con thôi thì cả một cái chậu rau nó nguyên vẹn, nhìn rất là bắt mắt. Còn nếu mà các bạn để không để ý đến thì nó tấn công vào cái chậu rau, nhìn nó nhơm nhở đã thấy chán không muốn ăn nữa. Một cách rất là nho nhỏ mình chia sẻ với các bạn khi trồng những cái chậu xà lách song như thế này. Khi các bạn trồng những cây xà lách song hoặc là những cái cây rau cần nước ở trong những cái chậu nước hoặc bồn nước thì không may thì nó có một vài cây bèo nó trôi dạt vào thì cái đó nó cũng rất là bình thường, bởi vì là cái bèo thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cây rau. Và mình nhặt nó đi thì cũng rất là khó, các bạn phải nhặt sạch không còn một cây nào thì nó mới dừng phát triển. Chứ còn nếu mà nó còn sót lại một cây nó đẻ ra rất là nhanh thì nó nằm ở phía mặt nước của cái chậu rau thì cũng không ảnh hưởng gì khi các bạn thu hoạch. Đây, như mình thu hoạch đây, phía những cái thân cây cải xà lách song nó không hề có một chút bèo nào, mặc dù ở cái nước này nó có rất là nhiều bèo. Xà lách song thì cũng cực kỳ là dễ chăm, dễ trồng và ngon. Ngoài thị trường bán rất là đắt, khi các bạn sống ở nước ngoài thì người ta bán một đồng chỉ được có một lẹn thôi, nhà mình ăn một bữa phải đến 10 mớ bán thì mới đủ được. Còn chưa kể là các bạn ăn một bữa lẩu, bữa nhúng. Mình trồng được ra thì nó chỉ mất một tí thời gian chăm sóc thôi, nhưng mà nó có cái cây rau cho mình bất cứ một lúc nào mình thích. Đơn giản, hiệu quả và năng suất. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi kênh. Mình sẽ cập nhật những video kế tiếp. Đừng quên đăng ký kênh để được tham khảo qua tất cả những cách mình chia sẻ chăm trồng như thế nào để những cây rau Việt trụ được ở xứ lạnh. Bất cứ thời tiết nhiệt độ, dù cho âm đến 20 độ, vẫn sẽ có cây rau mùa nào thứ ấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Quên các bác nhớ đăng ký kênh cho em nhé, để ủng hộ tinh thần Vinh Lê được phấn khích làm thêm nhiều những clip hay hơn.